Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV. Chương trình điểm tin trong tuần của chúng tôi cố gắng tổng kết những cái tin tức rất đáng chú ý qua những ngày qua và sau đó thì trình bày những cái phân tích những bình luận của các chuyên gia quanh vấn đề. Cái chuyện đầu tiên mà người ta đang nói tới rất là sôi động đó là cái chuyện bà Nikki Haley đã chuyển hướng, bà tuyên bố rằng bà sẽ bầu cho ông Trump vào tháng 11 sắp tới. Chúng ta nhớ là bà Nikki Haley là bà ứng cử viên Cộng Hòa đó đã từng làm cho ông Trump rất là khó chịu vì cuộc chiến đấu rất là dai dẳng của bà. Sau khi bà rút lui vào cái hồi tháng 3 vừa rồi, không còn uh, chiến đấu nữa đó. Nhưng mà bà cũng tuyên bố là bà không ủng hộ ông Trump. Điều đó cũng làm cho ông Trump càng thêm là nóng nảy nữa. Thế nhưng mà ngày 22 tháng 5 vừa rồi xuất hiện ở Washington DC trong một cái hội nghị của một cái cơ quan nghiên cứu về của Cộng Hòa Từ Thiên về Bảo Thủ nó có cái tên là Hudson Institute thì bất ngờ bà Haley đã làm cho cử tòa từ gọi là bảo thủ Cộng hòa hôm đó xôn xao khi mà bà tuyên bố rằng là tháng 11 tới đây bà sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Đưa ra cái biện minh thì bà nói như thế này Bắn ngắn gọn thôi, bà nói rằng là với một cái cương vị là một cử tri đó thì tôi muốn rằng cái ông tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ là một cái ông phải ủng hộ cái chủ nghĩa tư bản tự do. Rồi cái thứ hai nữa là ông tổng thống Hoa Kỳ đó phải làm sao làm cho đất nước bớt nợ đi chứ không phải là làm cho đất nước càng thêm nợ nần chồng chất. Rồi tiếp tới bà cũng nói thêm nữa bà nói rằng tôi có một cái ưu tiên rằng là tôi muốn cái cái tổng thống Hoa Kỳ đó phải có sự hậu thuẫn của đồng minh để từ đó mình bắt được cái, cái, kẻ thù của mình phải chịu trách nhiệm và rồi tổng thống hoa kỳ cũng phải có nhiệm vụ là bảo vệ an ninh an toàn cho biên giới của quốc gia mình thưa quý vị rõ ràng là với những cái lời mà bà nói như thế thì không khác gì bà đưa ra những cái chỉ trích đối với ông tổng thống hiện tại là ông donald à, ông joe biden bởi vì ông bà muốn chỉ trích rằng là cái ông này thiên tả quá cái ông này xài tiền quá chớn thì cái ông này có như yếu đuối đối với kẻ thù e dè đối với kẻ thù quá và rồi thì ông này rõ ràng là đang bỏ ngỏ biên giới thế nhưng mà thưa quý vị nếu mà như bà Nikki Haley bà nói những cái điều như thế thì nó là rất là, là bình thường bởi vì khi mà mình hỏi bất kỳ một cái dân cử nào của cộng hòa thì chắc người ta cũng chỉ trích ông Joe Donald xin lỗi ông Joe Biden ở những cái điểm như vậy nó không nó không khác gì cả thế nhưng khi mà bà Nikki Haley bà tuyên bố như vậy thôi thôi đó thì cũng đủ làm cho rất là nhiều cái giới chức của bên Cộng hòa người ta vui mừng. Bởi vì người ta thấy rõ ràng đây là một cái chuyện mà bà thay đổi lập trường rồi. Bà muốn đưa ra một cái sự hòa giải, nó tế nhị, nó kín đáo. Và cái điều đó thứ nhất là làm cho cái đảng Cộng Hòa nó trở nên nó đoàn kết hơn. Và cái thứ hai những cái người đã từng ủng hộ bà Nikki Haley thì bây giờ đối với họ đó chỉ có với cái một cái sự hòa giải đơn giản như thế thôi đó cái vị trí mà phó thủ phó tổng thống trong cái liên danh của ông Trump đó, đối với bà Nikki Haley bây giờ nó phục hồi nó phục hồi nhanh chóng và có vẻ như là nó mạnh mẽ hơn trước một trong những người ủng hộ cái chuyện này mạnh nhất là cái ông uh, dân biểu của đại diện cho tiểu bang uh, South Carolina ông dân biểu Ralph Norman ông này trước kia đó, ủng hộ bà Nikki Haley mãnh liệt sau khi bà Nikki Haley rút lui thì mới đưa ra cái sự ủng hộ đối với ông Trump ông này ông ấy, trước đây đó khi mà ủng hộ bà Nikki bà, ông ấy đã chủ trương rằng là ông Trump nên lấy bà Nikki Haley làm phó tổng thống cho mình bây giờ ông tuyên bố một cái câu như thế này ông nói rằng bạn có thể ghét bà Nikki Haley nhưng mà bạn không có thể ghét cái khối cử tri ủng hộ cho bà được thì thưa quý vị với một cái câu tuyên bố như vậy thì hiển nhiên là mình thấy ông Norman đang gọi là nhắn nhủ ông 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 Trâm và nhắc nhở cho ông Trâm biết rằng dù rằng là bà Nikki Haley bà rút lui đó nhưng mà bà có khối cử tri ủng hộ bà dữ dội lắm á, có chỗ đã bà vắng mặt mà tới 22% cử tri Cộng hòa dành sự ủng hộ cho bà. Thành ra ông Trump phải phải lưu ý tới cái chuyện này trong cái kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới ông rất là cần cái sự toàn toàn lực của Đảng Cộng hòa mà ủng hộ ông thì không có gì hay hơn là lấy bà làm phó thì coi như không còn không còn phải lo cái cái khối cử tri to lớn nó có thể tẩy chay ông. Mà rồi thì thêm nữa bà Nikki Haley nói một cái câu này mà Người khiến người ta phải ngẫm nghĩ và nhất là ông Trump cũng phải ngẫm nghĩ này. Bà nói rằng là tôi chúc mọi điều tốt lành đối với ông Donald Trump. Tôi cũng chúc những cái điều tốt lành đối với bất kỳ ai mà làm chồng tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai. Đất nước của chúng ta thì nó tuyệt diệu ở cái chỗ là chúng ta có thể dung nạp được những cái điều khác biệt. Hiển nhiên thì với mỗi câu như vậy thì nó giống như là ở bà Nikki Haley đã chìa ra một cái nhành ô lưu về phía ông Trump. Dù rằng chúng ta nhớ rằng là ông Trump trước đây ông nói rằng là trong cái chuyện mà chọn cái chức vụ phó tổng thống cho cho tôi đó thì bản đi kia nó không có chỗ. Xin cảm ơn bà và chúc bà những cái điều tốt đẹp. Thế nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là trong cái gọi là ngôi trường chính trị đó thì vì ích lợi chính trị người ta có thể thay đổi rất là dễ dàng. Mọi chuyện sáng nay có thể là kẻ thù nhưng mà tới chiều đã là bạn bà Niki Hali bà cũng cứng rắn lúc trước bà bia bà thay đổi thì nếu mà như ông Trâm đó, mà ông là một cái người nghĩ tới cái, cái lợi ích chính trị lợi ích cuộc tranh cử thì bà, ông cũng sẽ sẵn sàng thay đổi hơn nữa khi mà chúng ta thấy rằng là bà Niki bà đã giống như là hòa hoãn chìa ra một một cái ngành ô liu đề nghị hòa bình như vậy đó mà nếu như ông Trâm mà ông từ chối thì chúng ta nghĩ là xem là cái chuyện gì, cái khối cử tri mà ủng hộ của bà sẽ một lần nữa bất mãn, cái sự bất mãn nó sẽ gia tăng lên một bậc và cái chuyện mà người ta không tẩy chay ông, không thèm bầu cử cho ông là cái chuyện mà nó vô cùng dễ nó xảy ra. Thế thì thứ nhất là lợi ích về chính trị ông Trâm nên chọn bà Nikki Haley, thứ hai là vì áp lực chính trị ông Trâm cũng nên chọn bà Nikki Haley. Thế thì cái vai trò phó đối với ông Trump đó bây giờ đối với ông Trump và cái cái ứng cử viên mà cái nhân tuyển quan trọng nhất hy vọng nhất chính là bà Nikki Haley